Hi, xin chào các bạn nha. Thì bây giờ mình đang đứng ngay chỗ công viên mà đối diện quảng trường 8 tháng 10 nè, nơi mà chuẩn bị bán pháo bông. Bây giờ mình sẽ quay lại cái này, là những cái chỗ dưới xa này các bạn. Đây là cái đường ra, đường vào đi vào nè. Ở bên đây là quán nhậu và đây là đó, các bạn đi thẳng vào sẽ có bên trái là có ngay chỗ dưới xa nha các bạn. Rồi đây là công viên. Đó đây là cảnh người ta chơi trước cái buổi giao thừa nha các bạn, 30 Tết nha. Rồi rất đông luôn các bạn nha. Hiện tại bây giờ là 9 giờ tối nha các bạn. Rồi đây là hồ nước nè, rất đông luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào ngoài chỗ mấy con chuột cho bạn xem nha. Đây là hồ nước ở trung tâm nè, hai bên nó đối xứng với nhau. Wow, rất là đông luôn nha các bạn. Rất đâu vậy? Đi rồi quay vlog mà quay cha hả? Về bữa làm cho mày vô hả? Cho mày vô một năm vô lợ à má giá ra tiếng đồng thằng nọ nè cái đừng quýnh đi đúng vậy em như bán là bán ngay ở đây không mày tao thấy chỗ má công an nó đang đứng á à giá là tưởng nó trữ đó nó chuyển một kia chỗ công an nó đứng à. Nó năm nay giàu đúng không? Phải bón như quỷ mà. Ai? Mày. Đụng đầu. Ủa đi vậy? À. Có chờ nó cưới. Cái gì vậy? Cái gì cưới? Để thì biết thì hỏi thử. Chưa đâu. Chưa. Chưa bồ mà cưới vậy. Dạ. Đó là mang dữ quá mà. Bạn chân nó cưới nè. Chưa. Đây nha các bạn, đi là toàn gặp gái xinh không. Lạng lạng chuột kia giùm tôi nữa.
Đó, tới đây thì bị chặn lại rồi nha các bạn. Đó, chỗ đây là chỗ bán pháo bông nè. Rồi thì mình dò dọn một vài bộ công viên thôi. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong quảng trường thử có thể người ta đây đi như thế nào, hoàn cảnh như thế nào nha. Rồi.